thì huấn luyện lần lượt nó tăng khủng khiếp luôn, giảm luôn, lợi nhuận gần như là giảm. Bởi vì vì sao các anh chị biết không ạ? Và không có một bạn mua, không ai bạn. Cái này nó coi là biến chất cùng chúng ta. Nếu thì xét góc độ của lý, góc độ của chất cùng nữa. Nhưng bây giờ các anh chị, bây giờ chúng ta nói đến kinh tế một chút rồi. Vàng là tài sản hay là tiêu sản? Tài sản chứ. Vàng là tài sản đúng không? Đúng rồi. Vàng tính thanh khoản như thế nào so với đất? Nhanh hơn, dễ dàng hơn. Đất, đất thì là gì? Tiêu sản hay tài sản? Đất cũng là tài sản. Thế nhà của anh chị là tiêu sản hay tài sản? Nhà thì là tiêu sản. Nhà tiêu sản. Những đất trên bất động sản, à nhà trên bất động sản, ngôi nhà trên bất động sản. Vì khi mà cái giá trị xây dựng của tòa nhà, nhà sau giá trị, sau nhiều năm sử dụng thì cái giá trị xây dựng, phần xây dựng ở đây nó sẽ giảm đi. Tuy nhiên thì cái phần bất động sản thì nó sẽ tăng lên. Ra nói đến nhà đất thì nhiều khi các anh chị đang bị nó bị hơn nhà toàn danh số thì danh giới, thì chúng ta vừa rồi thì tăng trưởng bất động sản là quá quá mạnh. Nếu như nói về cái xe, xe cộ thì các anh chị sẽ thấy rõ hơn. Xe cộ nó sẽ là tiêu sản. Nhưng nếu mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta nó sẽ tiêu đi. Nhưng vàng là cái các anh chị thi nhau đầu tư. Đầu tư các cái khác, đầu tư về nhà máy, đầu tư về cái khác thì nó tạo ra cái sản phẩm khác. Nhưng vàng thì vàng chôn tiền rồi nó không tạo ra sản phẩm gì cả. Nhưng mọi người cứ giữ vàng càng cao thì tất cả cùng đủ xô đi mua. Có nghĩa là gì? Cung tăng. Cầu thì sao? Cầu giảm. Bình thường như chúng ta biết là gì nhỉ? Cung tăng giá tăng thì cầu tất nhiên là cầu tăng giá tăng thì tất nhiên là gì nhỉ? Cung phải tăng đúng không? Bằng mọi cách phải phải tăng cung. Nhưng riêng vàng thì có một đặc thù là vàng nó không phải là sản xuất tự nhiên mà cái nguồn cung của nó là từ chính trong nội lưu chuyển trong dân, nên nên cái chuỗi cung của vàng nó hơi khác so với anh nó vừa là chuỗi cung từ nguyên vật liệu và nó vừa là thành phẩm. Nguyên vật liệu đó chính là chúng ta đi khai thác về, nhưng thành phẩm có nghĩa là trong nội bộ chúng ta dùng. Trước